Đây em nó đây. Ủa sao xuống rồi nào không thấy ta? Đây nguyên con. Univer. Ok, cái này cũng đẹp mà. Nó có chữ NH nè. Không. HS. Ồ mẹ nó đổi lại HS. Thôi cũng được, đẹp. Người có chìa khóa không có sử dụng chìa khóa. Từ khi mình mở điện thoại mình lên mình bấm mở cho nó rồi. Khi cho mình có hoạt động trở lại. Còn mình không, điện thoại mình không mở lên là xe cho mình cho dù có chìa khóa mình đổi chìa khóa nó được, không ai sử dụng được. Có nghĩa là sử dụng cái GPS 1.6 á là gắn vô và mình biết được cái vị trí xe mình. Vị trí xe mình là một. Vị trí xe mình. À, có thể tắt được máy xe hoặc khởi động máy xe trong phạm vi nước Việt Nam. Mà ví dụ bây giờ vậy đi, ví dụ xe mình đang dựng ở đó. À, có người tới giả sử nó nổ máy nó đi thì mình lấy điện thoại ra mình tắt máy xe được không? Được. Tắt liền được luôn. Đúng rồi, tắt liền được đó. Khi mà anh chỉ nhắn vô đó là xe mình tự động tắt liền. Cái đó nó không có nằm trong cái smart key đúng không? Nó ngoài cái smart key. Ngoài. Ồ. Nó bẻ khóa nó chạy mình bằng tắt được. Đúng rồi, chỉ cần xe của mình cái đó nó còn trong xe thì mình có thể mình tắt máy bất cứ lúc nào cũng được. Coi như nó không có khoảng cách là bao nhiêu chục mét vậy không, cứ là bấm là tắt máy, nằm ở đâu cũng là tắt máy. Đâu cũng được, ví dụ mà mình xe mình đi ra, nó đi ra bài Hà Nội, mình ở trong Sài Gòn mình tắt máy vẫn được. Mà tính ra cái này nó hay hơn chứ. Có vị trí không? Và mình xem cái động cơ cho mình hoạt động bao nhiêu, là cái quãng đường cho mình đi bao nhiêu, là xe đang chạy hay là đang dừng. Báo trên điện thoại luôn. Đúng rồi. Kết nối điện thoại. Có thể là mình đang để xe ở nhà nhưng mà mình đi công việc ở đâu đi, mình có thể mình mở lên mình coi xe chúng mình còn ở vị trí đó không, hay là đã mình lấy đi chỗ khác, hay là đang chạy, hay là kể cả người mà đã lấy chạy một đoạn đường xong quay về lại trả lại cho mình là nó hiển thị đó. À, hiển thị cái đoạn đường đi. Đúng rồi. Ok, rồi có hiển thị luôn tốc độ không? Có chứ. Có luôn. À nếu như vậy thì có thể coi cân nhắc lại không Hiếu? Từ đó đi. Gắn sau hả? Ok anh, sẽ gắn mà chắc gắn sau á, mình làm cái bộ rồi chứ. Ông nghe anh kể hay á. Tại vì cái đợt trước nếu mà chưa ra định vị như anh nói là ở ngoài như nó tự động lắp ráp thêm vô cái smart key nè. Tại vì nó thay đổi cái smart key đó là 3 triệu mà người ta chạy bị mát. Đúng rồi, nó mát cháy hay chạy bị cháy xe. Nhưng mà nó có một cái nữa là nó không có tắt máy được. Không có tắt máy, ví dụ như trong khoảng cách bao nhiêu chục mét thôi, gần quá là không có tắt được. À, rồi đang chạy thì tự động nó tắt máy luôn. Đúng rồi, nó bị mát. Đang chạy cho nó chỉ bị chạm á. Bây giờ đâu ai xài cái đó không? Vậy là cái mà GPS của anh nói là của hãng Honda này làm luôn á hả? Đúng rồi. Ok, cái đó là cái hay á, thôi chắc để nói lại anh em nó sẽ cập nhật thêm. Còn bây giờ mình phủ nano đi hả? Em mà phủ nano mất bao lâu ạ? Nano tầm cỡ 15-20. Ok rồi, đứng đây coi cho biết. Đây là tiến trình phủ nano cho em Ngọc Trinh.
cái này lên mình khỏi dán keo được không anh? Dạ mình cũng dán keo anh. Cái này nó chỉ là giữ cái màu sơn với cái độ bóng của mình thôi. À giữ màu sơn. Dạ. Với lại cái độ bóng nó không thay đổi hả? Dạ đúng rồi. À. Cái này mình phủ lên tầm khoảng 1 tuần là mình dán keo được. Dạ. Nhưng mà nó đâu có cái chức năng là chống chày hả? Nó có chức năng chống chày nhưng mà chống chày chỉ được 20% thôi. À 20% thôi. Cái này nhẹ thôi. Cái màu của mình màu của mình nó không có xuống màu, giống cái kia tím này. À, nó không bị xuống màu. Thường thường nó bị bạc đi hay là nó bị nó bị xuống màu. Nó không đi còn đúng cái màu như ban đầu đúng không? Dạ đúng rồi, mình chạy thời gian nó nắng nó cái màu trắng nó sẽ trổ thành màu vàng nó ngà ngà. À, ngà ngà, rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Mình phủ này thì mình phủ được bao hành được là 3 lần. Giờ mình phủ thêm được 2 lần nữa. Dạ. Yeah. 2 lần miễn phí. 6 tháng mình phủ lại 1 lần. À 6 tháng phủ 1 lần. Lần sau mình phủ luôn. Có nghĩa là khi mình phủ này lên thì nó có khả năng là nó chịu được 6 tháng đúng không? Dạ. Ví dụ như những dòng xe cũ mình đang chạy mà muốn phủ cái này nó khoảng tốn bao nhiêu tiền đó? Nó chỉ 200 mấy thôi, tùy theo xe số của anh em. Anh em đi đâu cũng mãi thì xe số thì nó chỉ có là 240. Ồ. Mà xe kia đang dán keo rồi, bữa nào lột keo ra cái đi phủ kiểu này cũng hay không? Dán keo thời gian thì dán keo thì thường mình dán tầm khoảng 1 năm là mình lột keo. À. Tại khi dán quá 1 năm đó là keo nó bị chết á, chết keo là nó bị dính vô cái vàng nhựa. À nó dính vô vàng nhựa, nó đổi màu luôn hả? Dạ đúng rồi. À, phủ cái này kêu là phủ cái gì anh? Cái lớp mà anh đang quét lên là cái gì? Cái này là anh đang đánh bát, đánh cái đầu bóng chứ. À đánh bát, tức là cái cà na hả? Bước đầu tiên là đánh bát cho nó sạch. Nếu mà bảo hành là bảo hành rồi gì? 6 tháng. Chưa cái lớp đó để xong cái này. Xong cái này. Là nó là chờ máy bảo hành là 3 năm. Cái độ bảo hành xe của mình là được 3 năm. Còn cái độ bảo trì thì đúng rồi, là bảo trì thì nó trong vòng 3 năm thì từ mình chạy từ 300 đến 500 cây lần đầu mình đã nhớ thì nó bảo trì một của mình cho xe. Hay nhớ hay nhớ được mấy lần? Không biết. Ở đây thì hay nhớ khi mình tốn phí thì mình chạy thì lần đầu thì mình từ 300 cây đến 500 cây. Là mình hay nhớ. Miễn phí hay nhớ được một lần? Dạ không, ở đây thì không có chương trình. Không có chương trình. Dạ. Cái đó này nó tới đạp cái chương trình nó mới có thôi. Này là mình bôi chất gì lên vậy? Chất nano. Nano á. Dạ. À. Mình bôi lên đắp thì em sẽ làm. À bôi cái nano lên. Cái nano này, cái chất này nó có nhiều thương hiệu không anh? Dạ nhiều á. Này là của cái này của Mỹ. Của Mỹ á. À. Có loại của Nhật cũng có hàng Quốc. Tưởng nó là xịt giống như xịt phun sơn nè, không phải ha, bôi lên thôi ha. Phun sơn là cái đó là xịt cano, đó là chỉ có xe hơi thôi. Tại cái bề phẳng nó lớn á, mình xịt. À. Còn cái này là mình xe nhỏ. Cái diện tích nó nhỏ đó hả, mình bôi là được rồi ha. Còn nếu mà xịt cái kiểu kia là phải tháo cái ốp nhựa ra để xịt giống sơn vậy anh ha. Ồ, đây là tiến trình phủ lớp nano.
nano đã xong. Em này hồi nãy là trắng ngọc trai thôi, bây giờ phủ thành trắng ngọc trinh. Đó, đến này là anh Hiếu Hàn Quốc nè, để chở em Ngọc Trinh đi chơi Tết. Có gì anh hướng dẫn cho em nó sử dụng xe này luôn đi. Xe này mới cũng không biết. Thứ nhất mở yên, mở xăng, mở xăng. Nó thứ hai á là mở khóa. Thứ nhất là yên cái xăng không mà. Thứ hai là mở khóa. Còn mình phá cổ là mẹ hết về đây. Chỉ có phá cổ mình mới nhấn nhẹ vô thôi. Nhấn ngược lại, nhấn ngược lại. Muốn lắc cổ qua kia qua đây gì cũng được. Nhưng quan trọng là cái này mình phải nhấn vô. Cái này là cái chức năng chỉ cần mở khóa thôi. Tắt là mở không được. Đúng rồi, tắt là nó mở không được. Này á, thì nó là cống bẻ khóa của mình, nhưng mà cố tình bẻ nó chỉ xây nha, xây dầu mình tắt khóa nha, còn khi mình mở khóa là nó không xây được, khi mình tắt khóa là có bẻ là nó xây dầu nè. Hay quá ha, này ok đó, tuôn luôn á. Đúng rồi, nó xây dầu luôn đó. Nếu mình mở khóa điện rồi á là mình bẻ không được, bẻ là gãy mở điện rồi. Okay, cái đó hay ha, chống trộm á. Dạ, cái đó là chống bẻ khóa. Hai ở đây của mình đèn á là nó cháy xuyên suốt 24/24 nha. Nó xài theo kiểu châu Âu thì nó không có tắt máy đó. Còn nếu mà mình muốn tắt máy thì cái đó mình gắn, thứ nhất là mình gắn thêm cái cảm biến đèn, nó kết hợp với cái nút đề luôn, mình nhấn tắt máy luôn. Còn bên đây thì đèn tồi, đây là cái pha, đây là đá đèn. Còn đây là cái chế độ 3 giây tắt máy, bật lên thì mình không xài, không sử dụng nó, còn bật xuống là chế độ tiết kiệm xăng á, là 300 cái máy, bật xuống là mình xài. Dừng đèn đỏ là tắt không? Đúng rồi, nó tự tắt, nó tự ngắt máy, mình tự lên ga là nó nổ máy, nó chạy thôi, chứ không cần đề là. Ok. Còn bên đây là mình chỉnh giờ, ngày giờ, km. Rồi chỉnh giờ này luôn, giờ mấy giờ? Cái này là 1 giờ 19. Còn cái này nếu chức năng này á, giờ mình có sổ hướng dẫn á, cái này mình được không? Còn cái này hướng dẫn từ món đường món nó lâu rồi nha. Chỉ nó cái sổ bảo hành gì đó. Cần phải lưu ý thêm đó mà.
sạc điện thoại nằm đâu đó. Cơ bản vậy là xong rồi hả? Giờ dẫn xe hả? Rồi đưa em đi về ghế nha. Kinh đi chơi rồi. Wow, bây giờ anh ấy đang chuẩn bị đưa nàng về Vinh. Phải chọn Ngọc Kinh, trắng Ngọc Kinh mới kìa. Bây giờ trước khi về thì anh là cho em ăn một chút, cho em nó uống mấy lít. Đây, xong rồi này, uống xong rồi hai dự chó mình có về uống không chứ mình giờ hết răng rồi có về nổi đó. Đúng rồi, nhắm về nhà rồi đúng không, về nhà vui đúng không. Giờ nói luôn đi, rửa luôn đi, mọi người mỗi người kêu hai cháu rửa sẵn luôn rồi. Giờ rửa rồi ta cho em không khỏi rửa. Ừ. Rồi chuẩn bị coi hiếu đưa nàng về chứ. Rồi trước khi về là cho em nó là một lít cho nó phê, xong rồi về ha, đổ một lít tên vô vô hết, tên facebook luôn đúng không.